Rất cảm ơn khán thính giả đến với chương trình phân tích thời sự của đài Vista TV phát sóng trên hệ thống 57.11 đồng thời Galaxy 19. Chương trình này có thể xem trên toàn nước Mỹ và Canada. Chúng ta cũng có thể xem chương trình này trên YouTube. Thưa khán thính giả, hôm nay là chương trình ngày thứ ba, ngày mùng 3 tháng 10 2017. Hân hoan tái ngộ, Tấn Lạc. Vâng, chúng tôi cũng xin hân hoan tái ngộ với lại quý vị khán thính giả và giáo sư Chi. Xin thưa quý khán thính giả, mở đầu phân tích thời sự hôm nay chúng tôi xin cùng khán thính giả phân tích xung quanh cái câu chuyện giữa ông Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson nói và được cái hãng tin AP trích lại nói rằng là giữa Hoa Kỳ và cái Bắc Hàn có những cái cuộc trao đổi đều đặn và những cuộc trao đổi này qua cái kênh ngoại giao chính thức. Và ông còn nói rằng là cái người phụ trách về vấn đề Bắc Hàn, tức là chuyên viên đặc sứ của Việt Nam, của Hoa Kỳ, đã gặp nhiều lần với một cái đại người chuyên môn về của Bắc Hàn, ngoại giao chuyên nghiệp của Bắc Hàn ở New York, tức là cái phái đoàn đó là phái đoàn thường trực của Bắc Hàn ở tại Liên Hiệp Quốc ở New York. Nói như vậy là cái chi tiết hai bên nói rất là rõ, ông Rex Tillerson nói với AP và được báo chí nói lại giờ chi tiết, và ông nói rằng là hai bên đã bàn về một số cái vấn đề và dĩ nhiên là trước mắt là gặp nhiều khó khăn. Ông nói chúng ta nghĩ rằng ông Rex Tillerson ít khi là ông nói những cái chuyện mà nó có tính cách là bồn chồn hay là thiếu có tính toán, nhưng mà ông nói như vậy thì sau đó một ngày chúng ta thấy là ông Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump gửi đi một cái Twitter quá lẻ muốn nhắm vào ngay ông Bộ trưởng Ngoại giao là Rex Tillerson, nói rằng là bạn Rex Tillerson đừng có mất thì giờ nhiều về cái chuyện này. Cái lời nói của ông cũng có thể là thiệt, cũng có thể là nói riêng tư giữa hai ông tổng thống và nói với một cái người đồng chứ là người cộng tác của mình. Trong cái lúc ông đang nói cái chuyện đó với ông Rex Tillerson qua cái Twitter thì ông Rex Tillerson đang ở Bắc Kinh. Ông Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson đi Bắc Kinh là để trao đổi với nhau nhiều cái vấn đề, trong đó hai cái vấn đề mà chúng ta thấy nhằm vào đó. Thứ nhất là một cái vấn đề đối với Bắc Hàn, nghĩa là ép hay là thúc đẩy Bắc Kinh để mà áp lực nhiều hơn với Bắc Hàn. Cái thứ hai nghĩa là cái có vẻ là chúng ta thấy rõ đó là chuẩn bị cho một cái chuyến đi của ông Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump đi thăm Bắc Kinh vào tháng 11. Cái chuyến đi này là dài ngày nhằm là ông đi thăm một số nước Đông Nam Á, có Philippines, có Việt Nam, vân vân, và trong đó có chuyến thăm Bắc Kinh, và có lẽ là Trung Quốc rất là háo hức cũng muốn đón ông Rex, ông Bộ trưởng Bộ ông Tổng thống Donald Trump. Thì chúng ta thấy giữa hai cái tin lùm xùm thế này đó thì nó làm cho người ta rất là suy nghĩ. Phải nói rằng là cái chuyện mà ông Rex Tillerson nói cái điều đó làm chúng ta có thể tin được. Là tại vì ông là một cái người chuyên ngoại giao và ông nói những cái lời lẽ thường xưa nay ông ít khi ông nói có tính cách là bóp chát như vậy. Còn riêng cái cung cách mà trả lời để mà quỵt sổ tuẹt cái chuyện làm đó là của tổng thống Hoa Kỳ thì chúng ta hiểu được cái đó là cái cung cách ông Donald Trump luôn luôn nói như vậy để coi như thấu cái đối nhầm nói để nhắm vào và nước Bắc Hàn nhiều hơn là nhắm vào ông bộ trưởng của mình. Thì chúng ta thấy là còn rất sớm để khẳng định cho cái chuyện này nó đi tới đâu. Nhưng mà chúng tôi phải có cách là không phải dò đoán, mà chúng tôi nhìn vấn đề này là có thể là serious. Bởi vì không phải chỉ có Hoa Kỳ mà ngay cả Bắc Hàn cũng có những cái động tác mà chúng ta thấy rõ ràng là họ co lại, họ xuống thang, họ làm nhiều thứ. Ví dụ như không phản ứng cái chuyện bắn máy bay, vân tất cả những cái chuyện là không thử nữa, không thử bom nữa và cũng không thử cái hỏa tiễn tầm xa nữa. Thì tất cả cái đó chúng ta thấy Bắc Hàn đang chuẩn bị một cái nước lùi hay là chuẩn bị một cái cửa ngõ để đi ra, thay vì mà dồn đẩy như thế thì đó là một cái cách mà chúng tôi nghĩ như vậy. Vì thế cho nên cái lời nói của ông Bộ trưởng Ngoại giao chúng ta nghi là có thể thiệt, và cái lời nói của ông Trump là một lời nói của một cái người xưa nay thường nói như vậy, nói thấu cái để mà coi như chúng tôi không cần đối với Bắc Hàn, nhầm cho Bắc Hàn nhiều hơn là nhầm cho ông Bộ trưởng Ngoại giao. Thưa anh, tức là... Dạ vâng, thưa với quý vị khán thính giả, câu chuyện cuộc khủng hoảng ở Bắc Hàn và Hoa Kỳ là gần như là nó là một cái câu chuyện dài.
kéo dài cả hàng năm nay rồi. Và bây giờ đôi lúc mình thấy nó căng thẳng, có thể coi như là gần đến cái bờ vực của một cái cuộc chiến xảy ra giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Qua những cái lời nói qua lại đó, đốp chát giữa Kim Jong-un với lại ông Donald Trump. Mà chúng ta thấy đôi lúc rất là căng thẳng. Thì bây giờ lại xảy ra một cái lời bình luận nói rằng là Hoa Kỳ với Bắc Hàn cũng có những cái cuộc trao đổi trực tiếp để bàn thảo, để giải quyết cái vấn đề. Thế nhưng mà rồi ông Tổng thống Trump ông lại bác ngay, không có nói chuyện gì nữa. Thì tin tức nó rất là mâu thuẫn như vậy đấy. Tôi nghĩ đây là một cái cuộc chơi mà có thể ông Hoa Kỳ ông tung hỏa mù cho tùm lum hết để đánh lạc cái dư luận. Rồi thì là để cho ông vẫn là có cái gọi thời gian để mà đối phó với cuộc khủng hoảng Bắc Hàn. Và tất cả mọi những cái gọi là cái scenario đều có thể xảy ra cả. Thì chúng ta cũng vẫn theo dõi mà rất là cật kẽ, chặt chẽ. Và tất nhiên là chúng ta vẫn không có thể nào tin hoàn toàn vào ông Ngoại trưởng Rex Tillerson hay là ông Tổng thống Donald Trump được, kể cả cái ông Kim Jong-un nữa. Nhưng mà phải nói rằng đây là một cuộc khủng hoảng, tôi nghĩ rằng là chưa có bao giờ xảy ra mà nó căng thẳng, mà nó kéo dài, mà cho đến giờ phút này mình vẫn chưa thấy một cái giải pháp nào mà nó có thể thực sự là nó có tính chất thực tế mà nó có thể giải quyết được vấn đề. Chính vì thế cho nên chúng ta vẫn phải theo dõi và cố gắng theo dõi để mà mình không có bị rơi vào cái tình trạng là bị kiểu như là bị đánh lạc hướng hay là off rơ. Đó là cái suy nghĩ của chúng tôi trong vấn đề này. Vâng, bây giờ chúng tôi xin trở lại cái vấn đề của chúng tôi để nói về cái tình hình ổn định ở Hoa Kỳ. Nhất là cái việc mà gọi là ổn định về vấn đề mà đời sống và sinh hoạt. Vì mới xảy ra đây là một cái cuộc nổ súng ở tại Las Vegas, ở tại một cái nơi mà xảy ra một cái cuộc đại nhạc hội mà rất là đông, 20 mấy ngàn người, mà rồi lại xảy ra một cái vụ nổ súng mà xảy ra mà đã gây ra thiệt mạng cho 58 người và bị thương 515 người, mà bởi một cái người mà FBI vẫn không có thể nào mà định được rằng cái động cơ nào mà đã đứng sau cái ông gọi là Stephen Paddock này đó, là 64 tuổi mà xả súng từ cái tầng lầu thứ 32 của khách sạn Mandalay Bay và bắn xuống bên dưới cả một cái đám đông mấy chục ngàn người, mà gây tử thương cho 58 người và gây bị thương cho 515 người. Thì FBI vẫn không có dám nói cái gì nhiều và không có dám kết luận rằng đây là khủng bố nữa. Thực sự có thể đây cũng là một cái kẽ hở, một cái thiếu sót trong hệ thống như là an ninh của Hoa Kỳ. Cho nên mặc dù cái nhóm IS là loan báo rằng là chúng tôi là nhận trách nhiệm về cái này, nhưng mà chính cái FBI Hoa Kỳ cũng không xác nhận được. À, thì cái điều đó là cho thấy rằng một là cái FBI của Hoa Kỳ thận trọng, hai là FBI Hoa Kỳ vẫn có để ra rất nhiều cái kẽ hở để cho cái khủng bố IS vẫn có thể tung hoành ở Hoa Kỳ, và đã gây ra một cái vụ nổ súng mà gây một cái thiệt hại lớn lao như thế này. 58 người chết và 515 người bị thương không phải là một cái chuyện nhỏ. Chúng tôi nêu cái vấn đề ra để chú ý thấy rằng là Hoa Kỳ là một cái lãnh thổ nó quá rộng lớn. Cái chuyện mà hạn chế người mà đến Hoa Kỳ đó, do Tổng thống Donald Trump mà đưa ra mới đây cũng khá là chặt chẽ. Nhưng mà cái người mà gây ra cái chuyện này không phải là những người mới đây, toàn là những người là đã từng ở nước Mỹ, có khi là nó là công dân Mỹ lâu rồi nữa. Thì
cái nhóm IS công bố là ông này là đã cải đạo vào Hồi giáo rồi. Đấy. Thế nhưng mà FBI thì vẫn không có dám gọi là xác nhận rằng ông này có dính dáng tới IS, có phải là khủng bố hay không. Mà quý vị rằng là không thể nào một cái người bình thường mà lại làm một cái hành động điên rồ như thế này. Xả súng bắn chết 58 người, bị thương 515 người. Thì đâu có thể nào là một cái chuyện bình thường được. Đây là một chuyện rất là bất thường. Và cái cơ hội mà dính dáng với những cái tổ chức khủng bố nó rất là cao. Chỉ có cái điều là FBI chưa dám nói cái điều này ra. Điều đó chứng tỏ rằng một là còn để ra rất nhiều cái kẽ hở. Hai là FBI quá thận trọng cho nên đã không dám kết luận gì hết. Chúng tôi hy vọng rằng đó, trong những ngày sắp tới đây thì các cái nguồn tin nó sẽ càng ngày nó càng sáng tỏ hơn. Và chúng ta có thể biết rằng cái vụ nổ súng này do ai gây ra, ai chủ trương. Và FBI phải làm việc giáo diết trong vấn đề tìm ra cái thực sự là cái thủ phạm là ai. Còn cái chuyện mà cứu vã, cứu mà nghĩa là cái số lượng người bị thương đó, rất là nhanh chóng thì cái điều đó là một chuyện khác. Cái chuyện mà mình phải quan tâm chính là cái chuyện là cái đằng sau cái vụ mà xả súng này là ai. Khủng bố hay là điên khùng hay là hết gram. Phải có một câu trả lời thỏa đáng. Đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là cái cơ quan điều tra liên bang FBI là phải có trong thời gian sắp tới. Xin mời. Thưa đây là một cái cuộc khủng bố có vẻ rất là lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Chúng tôi nói khủng bố có nghĩa là không phải là IS, nghĩa là cái người bắn hàng loạt vào dân của mình. Cho nên ngay lúc tức khắc mấy tiếng đồng hồ sau thì thấy ông Tổng thống rã lên đọc một cái bài thông điệp ngắn với dân chúng là ông hứa sẽ đứng bên cạnh mà cũng không nói cái gì về khủng bố và hứa. Và rất là cảm ơn cái cơ quan ở địa phương làm rất là nhanh chóng trong cái việc cứu hộ những cái người này. Chúng ta thấy Las Vegas là một cái thành phố sống bằng cái cờ bạc sòng bài lớn nhất ở đây. Và cũng là một cái tiểu bang, phải nói là Nevada là một tiểu bang rất là dễ dãi về cái vấn đề súng đạn, cái là mua súng, không cần có kiểm nhận dân thân gì cả, chứ là vô mua và mang súng cũng không có cái gì trở ngại. Chúng ta thấy là súng mà cái tay này mà bắn xuống cái người coi cái đêm nhạc hội, gọi là nhạc hội đồng quê, nó giống như nhạc dân ca của mình đó, là một cái súng lớn, mà súng càng lớn chừng nào thì là càng không kiểm soát. Chúng ta mang súng ngắn thì còn giấu kiểm soát, có súng lớn là dễ kiểm, không bao giờ kiểm soát. Và đây là cái vấn đề là khó khăn cho cái nước Mỹ. Cấm cũng không được, mà cho thì cũng là khó khăn. Riêng cái vấn đề điều tra thì hiện giờ như là báo chí quý vị thấy đó, chúng ta thấy rằng rất là dè dặt trong cái vấn đề này. Đây là một cái chàng mà lớn 64 tuổi cũng đủ được chững chạc. Anh này là có nghề nghiệp hẳn hoi và từng là một cái người thợ săn rất là giỏi. Và theo cái tin của khủng bố, họ tự nhận là họ đã thấy, họ đã dính vào cái này và chưa có cái bằng chứng gì, bởi vì cảnh sát đã tới nhà của đương sự của nghi can tìm hiểu và lục soát thì cũng không thấy có cái gì chứng rõ là tên này đã cải đạo như lại IS nói. Chúng tôi hy vọng là trong những ngày tới, cái ở đây tình hình này nó rất phức tạp, ngày mai thứ tư là ông Tổng thống sẽ tới đó để mà thăm và đồng thời để mà quỹ lạo các cái người nạn nhân. Thưa khán giả, chúng tôi trở lại nếu có chi tiết gì mới, chúng tôi hẹn quý vị khán giả. Nếu có chi tiết mới, chúng tôi sẽ có tin tức về cái này, bình luận về cái này. Xin quý vị rời máy, chúng tôi trở lại sau phần quảng cáo.